Sáng nay, tàu 20 thuộc Hải đội 132, Lữ đoàn 172 vùng 3 Hải quân đã rời cảng Lumut của Malaysia, tiếp tục hành trình tham gia diễn tập Hải quân đa phương tại Ấn Độ. Sau 3 ngày thực hiện nhiệm vụ thăm hữu nghị Malaysia, đoàn công tác của Hải quân Nhân dân Việt Nam đã hoàn thành tốt các nội dung, để lại ấn tượng tốt đẹp với nước bạn Malaysia. Chỉ huy đoàn công tác ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng, khắc phục của toàn đoàn. Trong hôm nay, đoàn 20 tham gia nội dung luyện tập trên biển với tàu Hải quân Malaysia. Sau luyện tập, tàu tiếp tục hành trình đến Visakhapatnam của Ấn Độ để thực hiện nhiệm vụ tham gia diễn tập Milan 2024.